Cái này là cái gì hả? Hả? Cái gì? Dạ thưa tía, là nhật trình. Con giỡn mặt với tía đó hả? Tía muốn hỏi có cái gì ở trong tờ nhật trình này hả? Dạ, là bài ký giả viết về con. Đẹp mặt mày chưa hả? Mới có đi hát, mới có mấy ngày thôi mà nổi đình nổi đám gì đó. Cặp bồ thì kiếm con nhà giàu rồi chữ quan ha, rồi mồi chài người có vợ, hẹn hò người giàu nhất Sài Gòn này, nửa đêm đi tư tình với chồng người ta rồi bị người ta bắt quả tang. Rồi còn nói gì nữa? Con nói đi, con nói cho tía biết, biết bao nhiêu tai tiếng này của con, làm sao tía dám về dưới quê nhìn mặt bà con ở dưới hả? Dạ thưa tía, con bị quan, con không có. Là mấy tờ nhật trình này viết xấu về con mà. Không có lửa thì làm sao có khói, vô duyên vô cớ thì làm sao người ta giết được. Nói thiệt cho tía biết, con qua lại bao nhiêu thằng đàn ông rồi hả? Khi thì con nói con thương thằng Thành, con kiên quyết con không chịu lấy thằng Phùng. Chuyện này là sao? Con đọc tiểu thuyết nhiều quá rồi con loạn trí hay sao vậy? Dạ không phải đâu tía. Vậy cuối cùng tóm lại con thương ai hả? Thương ai? Dạ, dạ con thương anh Tấn. Chị đã cạn lời với con rồi, mà con thì cứ khăng khăng làm theo ý mình. Phải rồi, con bây giờ con đủ lông đủ cánh rồi chứ gì, con có thể tự lập làm ra tiền nuôi sống bản thân mình rồi chứ gì, con đâu có cần tới ông già tía này nữa chứ gì, đúng không? Được rồi, sáng mai tía sẽ dẫn thằng Tứ về quê. Còn con á, nếu mà còn coi tía là tía của con thì theo tía về quê rồi làm đám cưới với thằng Phùng. Còn không hả, từ nay sắp tới duyên tía con mình đã tận rồi, hiểu chưa? Từ nay sống chết mặc tình, đừng bao giờ gửi thơ gửi tiền gì cho tía, tía không có nhận đâu. Tía, tía ơi, chị hai, đứng lên, đứng lên. Chị hai, em thấy tía nói đúng đó. Chị hai nghe lời tía, cho gia đình mình vui vẻ như xưa đi. Tía đã tìm được mẹ. À, tía tìm thấy ai? À, dạ dạ không, tía không cho em nói. Nhưng mà hai nghe lời tía đi, em bảo đảm với hai là nhà mình sẽ đoàn tụ và vui vẻ cũng như lúc còn má vậy đó. Nhà hai, nghe lời tía đi hai, chứ nếu không á tía tự thiệt đó. Hai biết rồi, để hai thu xếp quần áo rồi theo em về với tía. Nhớ nha hai, hai yên tâm đi, ông Phùng đó hả không dám ăn hiếp hai đâu. Bây giờ em lớn ở nhà, ổng ăn hiếp hai hả em quýnh ổng luôn. Thôi hai đừng có buồn nữa. Anh có sao không? Bình thường anh đã có uống sai dữ vậy, tự nhiên sao hôm nay lại uống sai như vậy? Đừng bỏ anh. Anh yêu em mà. Lệ Hằng. Em đọc anh, nhưng em sẽ không để Hạnh Nga lớn lên mà không có ba. Ông thiệt tình nha, quen biết bao nhiêu năm giờ mới biết ông bạc bẽo vô tình cỡ nào luôn á. Mới bước vô là chửi người ta liền vậy à? Tôi bạc bẽo vô tình với bà hồi nào? Tôi có hứa cưới bà rồi phụ bỏ bà không hả? Trời trời, đừng nói chuyện vô duyên nghe. Trời ơi, tôi không phải nói cái chuyện này.
Bây giờ ông hỏi cưới tôi coi tôi chịu chưa, chứ ở đó mà phụ với không phụ. Rồi sao bà chửi tôi? Ông biết tôi nóng lòng nóng ruột cái chuyện con Hằng cỡ nào mà, đúng không? Vậy mà ở miết ở trên trển một chữ biên về cũng không có. Rồi bây giờ về nhà rồi cũng không nói tới người ta một tiếng nào hết trơn, trời á. Tôi hỏi ông chứ bây giờ như vậy không kêu bằng bạc tình bạc nghĩa chứ kêu bằng cái giống gì. Bây giờ ông là thầy giáo nè, ông văn hay chữ tốt nè, ông chỉ cho tôi coi là cái chữ nào hợp tình hợp cảnh, ông nói tôi nghe. Tôi mới nói có một câu là bà làm nguyên một tràng vậy à. Hơi hám đâu ra mà tốt chứ gì không biết nữa. Ờ thì cứ cho là tôi sai, tôi xin lỗi đó. Rồi sao? Rồi bây giờ, bây giờ nè, con Hằng á có thiệt là làm ca sĩ rồi không? Hả? Trời ơi, được đăng nhật trình như vậy là nổi tiếng lắm luôn á. Trời ơi, tôi coi nhật trình nè, tôi thấy người ta đăng á, có hai ba công tử nhà giàu gì đó dành việc cầu hôn nữa. Trời ơi, nhỏ thiệt giỏi chứ. Mới đi khỏi quê có 2 năm trời à, mà thành danh dễ sợ luôn vậy. Cái miệng của bà sợ bà không nói nó kéo da non hay sao vậy? Cái gì đâu mà nó hoài vậy? Ủa thì tôi mừng cho nó, tôi nói mà. Rồi bây giờ sao, kể tôi nghe coi, trời ơi, im im hoài vậy. Chuyện gì bà cũng biết hết rồi, kể cái gì nữa? Thì mới biết có nhiêu đó hả? Rồi bây giờ cái chuyện này ông tính sao nè? Ông tính gả con Hằng cho đứa nào? Ông tính gả cho cậu Tấn hay cậu Phùng hay là ai? Chuyện nhà người ta sao bà tò mò quá vậy? Tôi không gả cho thằng nào hết đó. Tôi cấm bà nghe chưa? Từ nay sắp tới không được nhắc tới tên con Hằng trước mặt tôi nghe chưa? Ủa trời ơi, tôi mừng cho con gái ổng mà, sao khi không quạo với tôi vậy trời? Thiệt là già dịch chứ. Cái này là ý gì? Tôi muốn anh đuổi Lệ Hằng ra khỏi phòng trà và bằng mọi cách phá hoại danh tiếng của nó, không cho nó làm ca sĩ nữa. Nhưng cô là ai? Tại sao lại muốn tôi làm chuyện này? Tôi là ai không quan trọng. Tôi chỉ hỏi anh một câu, anh có thể giúp tôi bứng cái gai này hay không? Nếu như anh đồng ý, tốn kém bao nhiêu tôi cũng có thể trả. Có phải là bao nhiêu cô cũng có thể trả cho tôi không? Đây là tấm chi phí chưa ghi. Anh có thể điền vào bất kỳ con số nào mà anh muốn. Tại sao cô nghĩ tôi có thể giúp được cô? Sao bữa trước em nói là anh không được qua nhà em, rồi bây giờ tự nhiên kêu anh tới gấp vậy? Anh Phùng à, anh phải giúp em. Chuyện này chỉ có anh giúp em được thôi. Lần đầu tiên anh thấy em khóc đó. Chắc là chuyện này hệ trọng lắm hả? Anh phải giúp em. Nguyễn Phùng à, anh hãy làm cho Lệ Hằng biến mất đi. Không phải chỉ có một mình em muốn nó biến mất đâu, mà cả anh và Tuyết Nhi cũng đều muốn như vậy. Tại sao anh không làm điều đó? Trời đất ơi, em ơi, Lệ Hằng là con người chứ không phải là không khí, mà muốn biến mất là biến mất ngay được. Với lại bây giờ cổ nổi tiếng dữ lắm, nhất cử nhất động của cổ đều được cái giải quan tâm chú ý, làm sao mà ra tay được? Nhưng mà Lệ Hằng còn tồn tại một ngày là anh Thành sẽ yêu nó một ngày. Anh Thành sẽ lạnh lùng lãnh đạm với em một ngày. Em không thể nào chịu nổi cảnh này được nữa. Anh hãy mau nghĩ cách đi, bằng cách nào cũng được, tốn bao nhiêu em cũng chịu. Miễn sao em có thể bứng khỏi cái gai này ra khỏi mắt của em. Thật sự là anh cũng muốn giúp em vậy, nhưng mà khổ nỗi bây giờ là anh bị ba anh quản thúc chặt chẽ. Bây giờ mà ông biết anh nhúng tay vô cái chuyện này là ông tống cổ anh ra khỏi nhà liền đó. Như vậy không lẽ em phải chịu cảnh này suốt đời sao? Anh thì không giúp được em, nhưng mà Thanh Liêm thì có thể.
Thành Liêm là ai? Tôi hỏi, sao cô không trả lời? Là anh Phùng, kêu tôi tới gặp anh. Nguyễn Phùng? Thì ra là do Tuyết Nhi xúi Nguyễn Phùng. Khá lắm em gái, cho ông anh cách kiếm tiền. Anh Phùng nói anh có thể giúp được tôi, cho nên tôi mới cất công đi tìm anh. Nhưng nếu như anh cảm thấy khó quá thì xem như chúng ta chưa từng có cuộc gặp mặt này. Khoan đã em gái, có gì đâu mà gấp gáp. Anh nói không được khi nào? Nói như vậy là anh sẽ giúp tôi. Vì sự xinh đẹp của em đây, anh sẽ giúp. Nhưng mà có phải anh muốn ghi bao nhiêu cũng được không? Khi con hàng biến khỏi nơi này, anh sẽ được toại nguyện. Như vậy em sẽ được như ý muốn. Con ngoan, con ăn đi. Ăn đi. Ăn đi rồi chú mua đồ chơi cho con nghe. Nè, ngoan nè, ăn. Ngoan đi mà, ăn đi mà. Đây nè, quay qua đây. Hai chú cháu chơi gì mà vui quá vậy? Có chơi gì đâu, bé đang ăn mà, đúng không nè? Chú cháu người ta hợp nhau mà, đúng không? Cưng 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 cưng. Con của anh mà. Nè em coi nè, con của em á, nó quen với anh rồi, em còn do dự gì nữa? Anh thật sự sẽ thương Ngọc Trinh như con của anh sao? Con bé dễ thương như vậy, lại xinh đẹp giống em, biểu sao anh không thương cho được. Với lại con nít nó vô tội, nó đâu có quyền lựa chọn cha mẹ của mình. Anh tốt với em quá. Biết anh là người tốt, vậy sao em từ chối anh hoài vậy? Nhận lời lấy anh nha. Em chỉ sợ ba má anh chê em là gái đã có con. Hoàn cảnh của em anh đã thưa qua ba má rồi. Nói thiệt, ban đầu anh cũng lo nghĩ, sợ ba má không chấp nhận. Nhưng mà khi ba má nghe anh nói nếu như không lấy được em thì anh sẽ ở giá suốt đời. Khi nghe xong, không những ba má anh không cấm cản, mà còn đòi phải dẫn em về ra mắt để cưới ngay nữa. Em đừng lo về chuyện này nữa nghe. Trời ơi, lỡ anh nở giá thì tội em nặng lắm. Vậy thì em đồng ý làm vợ anh đi. Để chiều mai anh dẫn em về ra mắt ba má anh nha. Chuyện này anh có thể thư thả cho em thời gian nữa không? Em muốn suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định. Nè con ngoan, ăn đi. Đồ mút luôn hả? Nè, nè uống miếng nước. Ngoan quá, ăn tiếp nghe. Ủa tía, sao tía cứ lau chùi quét dọn hoài vậy? Hồi nãy tía làm rồi mà. Bộ tía quên rồi hả? Tía già rồi nhưng mà tía có lẫn đâu mà quên chứ nhớ. Vậy sao tía cứ dọn tới dọn lui hoài vậy? Thì tại tía rảnh quá, không có chuyện gì làm. Tía, tía nhớ mấy đứa nhỏ ở lớp học Xuân Đình phải không tía? Bà Hội. Chào bà Hội. Chào thầy, dạ, chào bà. Lâu Hội. Rồi không gặp. Chào bác. Dạ, chào chị Ngoan. Chào con. Chào thầy. Tôi có chút chuyện muốn bàn với thầy. Dạ dạ, mời bà với chị ngồi. Dạ. Dạ con mời bà. Con mời bác. Dạ con mời bà. Cảm ơn con. Dạ con mời bác. Con mời tiếng. Dạ con xin phép. Dạ chẳng hay
Bà với chị qua đây có chuyện gì không? Thầy đừng căng thẳng quá. Tôi qua đây trước là để thăm thầy. Chồm sớm thân thiết vậy mà cũng vì chuyện mấy đứa nhỏ mà mình từ thân mật trở nên lãnh đạm, xa cách vậy đó. Dạ, lỗi là tại tôi không biết dạy con, tôi làm phiền lòng bà. Không đâu thầy, tôi qua đây không phải để trách thầy đâu. Tôi qua là để nói với thầy, chuyện gì qua thì để nó qua luôn đi. Hãy nghĩ tới chuyện trước mắt. Lớp học sân đình mấy năm nay vắng vẻ tiêu điều quá. Tôi tới trước là muốn mời thầy ra dạy lại, khôi phục lớp để cho tụi nhỏ nó nhờ. Dạ, ý bà Hội là kêu tôi ra dạy ở cái lớp học cho mấy đứa nhỏ. Dạ, là mời chứ không phải là kêu. Vậy thầy mở lòng để giúp tụi nhỏ chứ. Nhưng mà bây giờ mọi người không còn tin tôi nữa. Chuyện con Hằng nó đâu có liên quan gì tới thầy đâu. Với lại chuyện đã qua lâu rồi, tháng rộng năm dài, hàng xóm cũng nguôi ngoai rồi thầy à. Dạ thưa thầy, hôm qua má tôi đã gặp và giải thích cho bà con họ hiểu rồi. Bà con họ cũng đã hiểu cho thầy. Tôi mong thầy nhận cho má con tôi vui và sắp nhỏ được nhờ. Nhận lời thì tôi nhận lời chứ, làm sao mà tôi bỏ tụi nhỏ được. Vậy hả? Vậy tốt quá thầy. Vậy thầy coi bữa nào ngày tốt đó, thầy báo cho tôi biết, đặng tôi thông báo với mọi người đưa sếp nhỏ ra ngoài sân đình. Chà, tụi nhỏ mà nghe tin này chắc nó mừng dữ lắm. Tôi cảm ơn bà Hội, cảm ơn chị Ngoan nhiều lắm. Dạ, thầy đừng cảm ơn má con tôi. Thật tình thì tôi chỉ cần thầy khuyên con Lê Hằng sống cho tốt, đừng khiến thằng Thành con tôi phải lo lắng quan tâm nữa. Được như vậy là tôi đã mừng lắm rồi. Ngoan nè, má đã nói đừng có nhắc tới mấy chuyện này nữa mà con. Dạ. Dạ, bà với chị cứ yên tâm. Tôi có chết tôi cũng không để cho con Lệ Hằng nó làm điều gì ảnh hưởng đến hạnh phúc của trò Thành. Được nghe thầy nói như vậy tôi yên tâm rồi. Tôi cảm ơn thầy. Má. Thôi cũng đã xong chuyện rồi. Mình về má. Con. Thôi giờ thì má con tôi về. Mong thầy cứ như xưa đi thầy. Đừng có ngại gì hết. Hễ rảnh thì cứ ghé qua nhà tôi chơi, rồi đánh cờ với con trai tôi nghe thầy. Dạ. Bà với chị về mạnh giỏi. Dạ. Dạ. Chào thầy. Dạ chào chị. Chào thầy. Dạ chào bà. Đây là phần của em. Cái gì vậy anh? Cái này là của em hả? Anh rất là sòng phẳng. Em đã giúp anh kiếm số tiền lớn như vậy, dĩ nhiên là anh phải biết điều với em rồi. Đây chỉ là một phần nhỏ thôi. Sau khi xong việc rồi, anh sẽ chia thêm cho em gấp mấy lần. Nhưng mà em đã làm gì cho anh đâu. Em là bộ hoài. Em giúp anh cho Thu Trầm đến. Thu Trầm vợ Tiến Thành hả? Cô ta tới kiếm anh rồi sao? Chỉ một số tiền lớn và một điều kiện. Điều kiện là nhổ giùm cái gai Lệ Hằng trong mắt cô ta. Phải. Cô ta muốn Lệ Hằng biến khỏi đất Sài Gòn này. Và anh muốn bao nhiêu tiền cô ta cũng chi hết. Điều kiện thì đơn giản, nhưng mà để làm được thì không có dễ đâu anh. Thật ra thì cái mà Thu Trâm muốn không phải Lệ Hằng biến mất khỏi Sài Gòn này, mà là làm cho Lệ Hằng phải biến mất khỏi trong trái tim, khỏi tình yêu của chồng mình. Để một người biến mất khỏi cõi đời này đã khó, để cô ta biến mất khỏi trái tim của Tiến Thành lại càng khó hơn gấp ngàn lần đó anh. Thật ra chuyện đó thì anh đã có cách.
anh có cách gì? Không được, làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của anh. Anh sắp có số tiền lớn rồi. Thanh danh là gì? Chẳng đáng gì hết. Ờ thì cũng phải thôi. Anh thì cần gì tới thanh danh? Thật ra trong cái giới này, ai cũng biết anh là người như thế nào rồi. 100 lần không lòi chuyện, 1 lần lòi chuyện thì cũng đâu làm anh xấu hơn đâu, đúng không? Nè, em đừng có nghĩ ngồi chung xuồng với anh á thì muốn nói sao cũng được. Anh có thể làm cho thanh danh của em tiêu tan bất cứ lúc nào. Anh này, em nói giỡn thôi mà. Anh đừng có giận em nha. Bây giờ vậy, anh hẹn địa điểm và thời gian chính xác đi, rồi em kêu ký giả đến. Hẹn được Lệ Hằng, anh sẽ báo tin cụ thể cho em. Dạ. Ủa Hằng, chị không có thấy em xài kem gì hết vậy Hằng? Dạ tại em không quen. Với lại lên sân khấu đã đánh phấn thoa son đậm rồi, nên ngày thường không cần nữa. Em còn trẻ nên da của em còn đẹp, nhưng mà em không có được xem thường nghe chưa. Em phải tập xài dần đi là vừa rồi. Làm cái nghề này á, không có được để cho mình xuống sắc, xấu xí, không có nên đâu đó nha. Vậy hả chị? Ờ, nghiệp của mình á, là nghiệp ca hát, mình phải luôn làm đẹp thì tổ mới thương. Tổ đãi cho mình lên sân khấu có duyên. Lèn xèn đơn giản giống như em là không có được đâu đó. Dạ, để ít bữa nữa em bắt trước chị mua kem về xài. Khỏi đi. Nè, em xài thử hũ kem của chị đi, coi có hợp hay không rồi em hãy mua. Dạ em cảm ơn chị. Mà nè, em tính chừng nào theo anh Trọng Tấn về nhà ra mắt gia đình vậy? Anh Tấn nói là thứ hai tuần sau, nhưng mà em chưa có nhận lời nữa. Sao vậy? Em cũng không biết. Em sợ. Em sợ điều gì? Em sợ một cái lắc đầu và những ánh mắt lạnh lùng. Em không cần phải sợ đâu. Hồi còn học chung với anh Tấn á, chị hay qua nhà anh Tấn chơi hoài à, nên chị biết. Ba má của anh Tấn á, tuy giàu có nhưng mà rất hòa đồng và thương người. Anh Trọng Tấn là một đứa con ngoan, luôn nghe lời ba mẹ, nên anh Trọng Tấn rất là có uy tín. Một khi anh đã chọn em thì gia đình không ai dám phản đối đâu. Nếu như mà em ngại không dám mở lời thì để chị nói với anh Trọng Tấn thứ hai qua đón em nha. Ừ, quan đi chị. Chị đã nói như vậy rồi mà em còn sợ gì nữa? Em... Hay là em còn thương cậu Thành? Còn thương thì cũng có được gì đâu hả chị? Chị nói trúng rồi đó. Em á còn chần chừ chưa nhận lời Trọng Tấn là vì em còn thương cậu Thành. Chị biết còn gì hạnh phúc bằng khi được sống với người mà mình thương. Nhưng mà cuộc đời đâu phải lúc nào cũng như ý của mình đâu em. Anh Trọng Tấn là người tốt, tuy bây giờ em chưa có tình cảm với anh ấy, nhưng tình thương có thể bồi đắp mà. Từ từ rồi tình yêu cũng sẽ đến với em thôi. Cuộc đời của em á, không có suôn sẻ như người ta, cứ lòng đong là sẽ khổ hoài. Trọng Tấn ngoài đam mê nghiệp hát còn là người nhân hậu nữa. Ân Trọng Tấn, em không chỉ được sống với niềm mơ ước của mình mà em còn tìm được cho Ngọc Trinh một người cha tốt nữa. Em biết mà. Để chị cho em biết một bí mật này nha. Hồi đó chị cũng không có yêu anh Thành Thái đâu, mà chị yêu người khác. Chị...
Tại vì á, ảnh theo chị quá cho nên chị mới mềm lòng. Ông bà mình có câu: lấy người yêu mình sướng hơn lấy người mình yêu đó. Em đừng có bỏ qua cơ hội quý này. Nghe chị đi, đời em không tìm thấy được người thứ hai tốt hơn Trọng Tấn đâu. Nè, em bằng lòng đi, cho chị ăn cái đầu heo với. Chị năn nỉ em luôn đó nha. Chị năn nỉ em luôn đó nha. Em hứa rồi đó nha. Anh Trọng Tấn mà biết cái tin này chắc là mừng lắm đây. Chị phải gọi điện báo tin cho Trọng Tấn mới được. Chị hả? Bây giờ khuya rồi, sao mà gọi điện được? Ờ ha, chị quên luôn đó. Vậy cô? Cô mệt hả cô? Bỗng dưng cô thấy tim của cô mệt quá. Cô đau quá con ơi. Hay là để cô đi gặp bác sĩ liền nha cô. Không, không cần đâu cô. Cô không phải đau gì mà cô đau kiểu khác kỳ lạ lắm. Trời, đau kiểu khác là đau sao hả cô? Là đau kiểu đau lòng, kiểu nhói tim, như thấy cảnh người thân mình gặp nạn vậy. Xuyên à, hôm nay con có gặp thầy về Lệ Hằng không con? Dạ, thầy với em Tứ thì về quê từ cái hôm mà con nói là cô đi vắng rồi á. Còn Lệ Hằng thì từ cái bữa mà bị Nhật Trình nói xấu tới nay á, con không có gặp em. Con chạy qua nhà Hà Linh gấp. Kêu Lệ Hằng tới đây gấp đi con. Vậy kêu liền hả cô? Cuối cùng á thì cô cũng chịu nghe lời con rồi. Em Hằng mà biết mẹ mình còn sống á, mà lại là cô nữa, chắc là em ấy mừng tới phát điên luôn á cô. Cô chờ con một chút nha, con chạy đi kêu em Hằng liền nha cô. Khoan khoan đã. Dạ. Dạ. Mà thôi không cần đi. Con chạy qua báo như vậy, mất công còn Hằng nó lại lo lắng thêm. Để khi nào cô khỏi bệnh cô đi về nhà rồi cho con Hằng hay sao cũng được mà. Dạ, vậy mà con cứ tưởng. Nghe lời cô đi. Dạ. Tự nhiên sao thấy trong lòng bất an như vậy không biết nữa. Tới rồi cô ơi. Anh ơi, anh có đi lộn đường không? Chỗ này đâu phải hẳn băng đâu. Sao không phải? Rõ ràng hồi nãy cô kêu tôi chở tới chỗ này nè. Anh à, anh đừng có nóng. Tôi không phải ngang ngược mà tôi cũng không muốn gì hết á. Tôi chỉ muốn là anh chở tôi tới hẳn băng giùm. Ông chủ hẹn tôi 10 giờ mà bây giờ đã trễ rồi. Trễ hay sớm là chuyện của cô. Giờ tôi đói bụng rồi, tôi nghỉ chạy. Cô đi kiếm xe khác đi đi. Cô cho tôi xin tiền đi. Rồi tránh ra. Làm sao bây giờ? Ông chủ hãng sẽ nói là mình là người không có uy tín. Lê Hằng. Ủa anh Liêm. Em đi đâu vậy? Mà sao anh ở đây? Nhà anh ở đây mà. Vậy còn em đi đâu? Em hẹn ông chủ hãng băng, nhưng không hiểu sao anh xích lâu lại chở lộn tới chỗ này. Ủa sao kỳ vậy? Rồi anh ta đâu rồi? Anh nói đói bụng phải đi ăn cơm nên không chịu chở em nữa. Vậy em hẹn ông chủ hãng băng là mấy giờ? Dạ 10 giờ. 10 giờ
bây giờ là trễ lắm rồi, mà ở đây khó đón xe lắm. Bởi vậy em mới thấy lo nè. Lần đầu hẹn gặp mà tới trễ, chắc chắn người ta sẽ nghĩ không tốt về em. À, phải rồi, nếu mà em tới không kịp, sao em không điện thoại báo tin? Dạ em lo quá, nhưng mà giữa đường em không biết kiếm điện thoại ở đâu hết á. Nhà anh có điện thoại, vô nhà đi, rồi mình điện. Vậy hả? Em cảm ơn anh nhiều nha. Chỗ anh em không à, khách sáo làm gì. Anh mời em. Dạ. Vô đây em. À, anh quên nữa, điện thoại của anh nằm trong phòng á, em cứ vào đó sử dụng tự nhiên. Dạ cảm ơn anh nhiều. Đứng chờ anh chút. Dạ. À, đây là số điện thoại của ông chủ hãng băng, em cứ điện đi. Dạ em cảm ơn anh nhiều. Điện thoại ở đâu vậy anh? Đi thẳng vô nè em. Dạ. Ừ. Để xuống đi, có gì lát nữa gọi sau. Trễ thì cũng đã trễ rồi. Ông chủ của hàng băng tiếng Tơ Độc quen biết với anh mà, anh chỉ cần nói một tiếng à. Một lát nữa anh đưa em đi. Nè, uống với anh một ly đi. Vậy uống xong anh chở em đi nha. Anh hứa mà. Mời em. Dạo này anh thấy em có nhiều chuyện phiền lòng, cho nên anh chỉ làm cho em vui chút vậy mà. Dạ em cảm ơn anh. Anh ơi, hay là mình đi đi anh ha, cũng trễ rồi. Em cứ yên tâm đi, dù gì anh cũng là ông bầu giúp đỡ cho em mà. Nhờ anh mà em mới được nổi tiếng, tuần nào cũng sắp lịch cho em dày hơn những người khác hết. Không lẽ em không nể mặt anh sao? Em biết là anh liêm tốt với em, nhưng mà anh biết dạo này em có rất nhiều người đeo đuổi, nhưng mà những người đó không mang hạnh phúc cho em. Chỉ có anh mới là người mang đến sự thỏa mãn và hạnh phúc cho em. Anh Liêm à, hay là bây giờ anh chở em đi đi, để người ta chờ, em thấy kỳ quá à. Anh đã hứa là sẽ đưa em đi mà. Với lại dù gì anh cũng cất công đưa em tới đây rồi, anh không thể nào để em về một cách dễ dàng như vậy đâu. Buông tôi ra, buông tôi ra. Anh đưa em à. Em chịu lần này đi nha em. Buông tôi ra, buông ra. Tôi xin anh. Mày dám đánh tao hả? Anh ơi, tôi xin anh, tôi lại anh. Anh đừng có ép tôi, anh tha cho tôi đi. Nếu không tôi chết cho anh coi. Mày muốn chết hả? Thì mày chết đi. Mày chết cho tao coi, còn bằng không hả?
thì ngoan ngoãn hầu hạ tao. Ngày hôm nay tao không làm mày mất thanh danh, tao không phải là con người nữa. Anh Liêm, anh đừng ép tôi, nếu không tôi sẽ đâm anh đó. Cái gì? Mày hù tao hả? Đòi đâm tao hả? Tao thách mày đó. Nè, đâm đi, đâm đi, đâm đi. Nè, đâm đi, đâm đi. Về rồi hả? Dì làm gì mà lâu quá vậy? Nắng đen da con hết luôn rồi nè. Dì đang dở tay kho cá. Gì? Cá nữa hả? Rồi xong, coi như bữa nay khỏi cơm luôn. Con yên tâm đi, cá là dì với má con ăn. Còn phần con á, dì có chiên cho con một cái đùi gà rồi. Vậy mới được chứ. Thôi thôi thôi, vô nhà đi, nắng thiêu con chết luôn rồi đó. Đi vô lẹ đi con. Trinh, 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 qua đây. Dì có nấu nước đậu cho con uống này nè. Trời nắng, uống nước đậu là giải nhiệt nha con. Thôi thôi thôi, dì để đó đi, con không uống đâu. Ủa, mà má con trưa nay không về hả dì? Má con bữa nay phải đi tiếp khách chủ hãng gì đó. À, con nhớ rồi, hôm qua má con có nói mà con quên. Con có sổ điểm hàng tháng rồi. Vậy hả con? Vậy hả? Đâu, đưa dì coi. Con không có nói cho dì biết đâu, đợi má con về con mới nói. Rồi, tôi biết mà. Trong nhà này á, con với má con á là một phe, còn tôi á bị ra rìa. Dĩ nhiên. Điểm tháng này rồi nè. Vậy hả? Sao? Tháng này được hạng mấy? Con mới về hả? Dạ. Có số điểm rồi hả con? Con được hạng mấy con? Hạng gì? Hạng 3 là giỏi rồi má.
Ừ, vậy cũng tốt rồi. Bây giờ má có đề nghị vậy nha. Chiều nay ba chở hai má con mình ra nhà hàng ăn, được không anh? Chiều nay anh có việc bận rồi. Thôi, con không chịu đâu. Ba có bận gì đi chăng nữa, ba cũng phải bỏ hết. Bởi vì má với con phải là ưu tiên số 1 trong lòng ba. Thôi, được rồi. Chiều con gái cưng á, ba sẽ về công việc của ba. Mà nè, ba nói trước nghe. Trong lòng ba chỉ có một mình con gái là số 1 thôi đó. Thì con là số 1 thì má phải là số 2, đúng không má? Má của con á thì thôi con đừng nói dài dòng nữa. Con vô thay đồ đi, rồi ba chở đi ăn. Xong rồi tối nay má chở con đi may áo mới nha. Cái gì chứ, may áo mới là con chịu liền ha. Bye ba, ba chờ con chút xíu nha. Không phải chúng ta đã thống nhất với nhau rồi sao? Chuyện trục trặc trong hôn nhân của chúng ta không nên để cho con mình nó biết. Trước mặt con, anh vẫn bình thường. Làm gì mà em phản ứng như vậy? Nếu như lúc nãy mà em không cản lời anh kịp, thì có lẽ đã nói với Hạnh Nga là trong lòng của anh chỉ có con chứ không có em. Anh nên nhớ, con năm nay nó cũng đã gần 18 tuổi rồi chứ không nhỏ nhắn gì nữa. Cho nên từng lời nói, từng cử chỉ của anh phải cẩn trọng. Anh biết rồi. Thân mật cỡ vậy được không? Con chưa thấy cặp vợ chồng nào mà thân mật như vậy luôn á. Má, cả ngày má ở bên ba chưa chán hay sao mà bây giờ còn âu âu yếm yếm nữa vậy? Con không biết đâu, nguyên cả ngày hôm nay ba là của má rồi. Bây giờ ba là của riêng con. À mà ba ơi, một chút nữa con với má đi sắm đồ, rồi còn may thêm đồ mới nữa. Ba nhất định phải đi theo nha. Con à, sao con lại kêu ba tới mấy chỗ đàn bà đó? Ba không có thích đâu. Ai nói? Chỗ đàn bà đàn ông gì chứ? Chỗ nào mà có con gái của ba với vợ của anh theo thì anh cũng tới luôn. Quang Hồ, ba đúng là người đàn ông ga lăng nhất mọi thời đại luôn á. Trễ vậy? Bữa nào má cũng về giờ này mà con. Bộ con quên là má là thư ký của một hãng lớn, phải đi cùng với ông chủ. Xong hết việc má mới về mà. Thì con biết, mà chắc tại bữa nay con nôn gặp má quá nên con quên luôn. Nôn gặp má hả? Nè, bộ có chuyện gì hay sao? À, chắc là muốn xin tiền má đi sinh nhật bạn đúng không? Dạ không, con á có sổ điểm hàng tháng rồi nè má. Có hạn rồi hả? Dạ. Rồi đồ có được hạng nhất không hả con? Nói cho má nghe đi, má hồi hộp quá à. Sao? Dĩ nhiên á là con phải được hạng nhất rồi, con của má học giỏi lắm chứ bộ. Má biết là con của má học giỏi từ nhỏ, nhưng mà hạng nhất khó lắm, hỏi sao má không lo được.
Vậy là con được hạng nhất hả? Dạ. Sao bây giờ con được hạng nhất rồi, má thưởng cho con gì? Vậy con muốn má thưởng gì nè? Con muốn mang quần áo mới, giày mới, cặp mới, xe mới, cái gì cũng mới hết. Được. Nè, cuối tháng lãnh lương má sẽ mua cho con nha. Còn bây giờ má đi thay đồ, hai má con mình ngủ chung ha. Dạ. À mà má, con nói rồi, má là thư ký của ông chủ thì má phải ăn mặc đồ mới cho nó đẹp vô. Má cứ mặc đi mặc lại mấy cái bộ này hoài à, không giống thư ký của ông chủ hãng lớn chút nào hết á. Má thấy mấy bộ này cũng được, cũng sang mà con, má thấy đẹp mà. Không có được, má là má phải nghe lời con. Má đừng có hà tiện quá. Con nghe người ta nói làm thơ ký chủ hãng mức lương cao lắm. Hay là mai mốt đi mua đồ mới cho con á, sẵn má mua cho má mấy bộ đồ mới luôn nha. Lâu rồi con đâu có thấy má sắm sửa gì đâu. Ờ, sắm thì sắm, nhưng bây giờ ngủ đi cô nương. Dạ. Công nhận đồ vừa rẻ vừa đẹp, mua quá trời luôn mà không có tốn bao nhiêu hết á. Hạnh Nga mà không cản, chắc em rinh hết cái chợ Sài Gòn về đây rồi. Chuyện quần áo son phấn anh đâu có rành đâu, em không cần phải nói với anh làm gì. Chết rồi, con có sao không con? Đau quá nè. Đâu, đứng lên chú coi coi. Con có bị gì không? Chú chạy xe kiểu gì vậy? Đụng người ta đang muốn chết nè. Chú xin lỗi nha, chú lo nói chuyện với con gái chú không để ý. Con có sao không? Có bị trầy chỗ nào không? Đau quá. Chú xin lỗi nghe, cho chú xin lỗi. Ba làm gì mà ba xin lỗi nó hoài vậy hả? Rõ ràng là bạn sai mà, chạy mà hồn dí để đâu vậy hả? Để trên cây hay gì mà đâm vô người ta? Con được rồi, tính làm giả hay gì nè? Nhà này giàu chứ không có dư tiền để đình bậy đình bạ đâu á. Bạn nói gì vậy? Bạn ai làm giả ăn tiền hả? Đụng người ta không biết xin lỗi còn nói ngang nữa. Có tin á là tôi kêu nhà chức trách bắt bạn không? Ngon, có thì kêu đi. Thôi hai đứa đừng có gây nhau nữa. Hành Nga, sao con lại nói bạn như vậy? Con ba, quá lời rồi đó. Con thấy rõ ràng là bạn đó sai, mà sao ba cứ xin lỗi hoài vậy? Ba có sai gì đâu. Con à, mình là xe lớn, đương nhiên mình phải nhận lỗi rồi. Thôi hai đứa vô lớp đi, biết đâu á sau này hai đứa trở thành bạn tốt của nhau. Con không bao giờ làm bạn với một đứa hồ đồ như người này đâu. Tôi cũng không thèm làm bạn với bạn đâu. Tới giờ vô học rồi đó. Thôi, hai đứa vô lớp lẹ đi. Nhanh lên. Thưa ba, con đi học. Thưa chú, con đi học. Biết rồi. Không phải là tránh mặt đâu, chỉ là lúc này tôi bận quá. Hả? Còn tiền nợ? Không phải là tôi không thanh toán đâu, tại nhiều việc quá cho nên là tôi quên thôi. Rồi, anh yên tâm đi, lát nữa tôi sai người mang qua cho anh. Dạ, alo. Anh Phùng à, số nợ hôm trước anh hứa thanh toán, tới nay quá hạn một tuần rồi, anh có trả hay không nói một tiếng đi, đừng bắt tôi phải chờ lâu như vậy.
Dạ dạ, dạ trả chứ anh. Em biểu thằng Mạnh đem qua cho anh từ tối hôm qua rồi. Chắc nó lu bu quá cho nên nó quên đó. Dạ, có gì em nhắc nó cho. Hứa thì uy tín một chút đi. Tôi chỉ cho cậu hết ngày hôm nay thôi đó. Cậu mà không thanh toán đúng hạn được trách tôi á. Làm gì dữ vậy? Có mấy trăm ngàn làm thấy ghê. Đại ca. Gì? Đại ca ký sơ giùm em cái này một cái. Nè, tao là ông chủ, nói bao nhiêu lần rồi cứ đại ca hoài à. Dạ biết rồi. Ông chủ ký giùm em cái coi. Mày không hả? Giờ này mày kêu tôi ký rút tiền trả nợ hả? Mày làm toán kiểu gì mà tiền còn hay không có không biết nữa. Dạ em biết. Nhưng mà đại ca, mình trễ hạn với người ta mấy lần rồi. Lần này đại ca mà không trả nợ á, nó kiện ra tòa đó. Ủa, mày không biết năn nỉ hả? Không biết hạ giọng thuyết phục người ta hay sao? Mà chuyện gì mày cũng tới trình tao hết vậy? Tao trả lương cho mày hay là mày trả lương cho tao? Dạ em biết, là ông chủ trả lương cho em. Trời ơi thiệt chứ, em năn nỉ người ta dữ lắm rồi, người ta đâu có chịu đâu. Hết lời thì cũng phải kiếm cho ra cách. Không được á thì mày ráng quỳ lại người ta. Thiệt tình luôn, em sẽ cố gắng. Nhưng mà ông chủ cũng phải tìm cách xoay sở chứ. Chứ tình trạng này mà kéo dài á, em e là cái hãng của mình á không có thọ đâu. Nè, tao biết rồi, không cần mày dạy đâu. Ủa, sao mày còn chưa chịu đi? Đứng đó gì nữa? Thì giờ em đi nè. Hồng à, Hồng, Hồng ơi. Cưng à, ăn thêm miếng bánh nữa đi. Đi nè, ăn đi. Ừ? Sao vậy? Sao không chịu ăn? Con ngán rồi hả? Tội nghiệp quá à. Thôi để chiều ba đi làm về, má kêu ba mua sữa cho con uống nha. Mimi của má ngoan nha. Nhà cửa gì bề bộn không có ai dọn dẹp hết à. Con Hồng đâu rồi? Hồng à, miếng nước cũng không có nữa. Giờ này mà cũng không lo cơm nước gì hết trơn. Con Hồng đâu rồi? Hồng à. Trời, cái ông già này. Con Hồng đã rồi, nó để nhà cửa gì nè. Con quên nói cho ba biết là hôm qua con cho con Hồng nó nghỉ việc rồi. Sao tự nhiên lại cho nó nghỉ? Bây giờ kiếm một đứa giỏi vắng siêng năng như nó đâu có dễ. Con biết, nhưng mướn nó rồi tiền đâu á mà trả. Thời buổi khó khăn, liệu cơm gấp mắm thôi ba. Anh Phùng ảnh kêu con cho nó nghỉ để giảm bớt tiền. Giảm tiền cái gì? Mỗi tháng có bao nhiêu đâu mà cắt dư giảm. Con không có biết. Anh Phùng ảnh biểu làm sao á thì con làm vậy. Ba muốn á thì ba đi hỏi ảnh đi. Bây giờ con lên phòng. Bây giờ lên phòng làm cái gì? Nhà cửa ê hề như vậy nè. Con Hồng nó nghỉ rồi, ai dọn dẹp đây? Ba nói nhiều quá à. Không ai làm á thì ba bỏ đó đi.
có làm sao đâu. Mà ba đói, ba đi ra tiệm ba ăn. Con phải dỗ cho con Mimi của con nó ngủ. Nãy giờ nó chuyện với ba, nó mệt rồi nè. Vậy con đi lên đi. Lúc nãy tôi đã giới thiệu về bản thân của mình rồi, nhưng mà ở trong lớp ồn quá, mình nghe không có rõ. Giờ ra đây mọi người có thể nói lại một lần nữa. Có hiểu nhau á thì sau này mới hợp tác vui vẻ được. Mọi người có đồng ý với mình không? Đồng ý. Đồng ý. Vậy, đồng ý. Mình tự giới thiệu trước nha. Mình là Trọng Văn. Năm nay mình 19 tuổi. Ủa, 19 tuổi? Nói vậy là anh bị ở lại cả 2 năm lận hả? Ờ, không, không phải là bị ở lại 2 năm. Biết nói sao giờ đây ta. Đơn giản là vì hoàn cảnh gia đình nên mình học trễ 2 năm. Ờ. Mọi người không biết chứ lớp trưởng của mình học giỏi lắm. Lớp trưởng của mình á chính là tác giả của truyện ngắn Giọng Đêm Trăng. Ủa? Trên nhật báo Trắng Đen đó. Ôi, lớp trưởng, anh là tác giả truyện ngắn Giọng Đêm Trăng thiệt á hả? Đúng rồi đó. Trời ơi, ngưỡng mộ quá à. Truyện đó em đọc rồi, hay lắm luôn á. Cảm ơn Hạnh Nga nha. Trời ơi, đúng là nhân tài á, ngàn năm có một nha. Bữa nào mà có truyện mới, lớp trưởng nhớ cho tụi này coi trước ha. Sẵn sàng thôi. Em ơi, là khán giả hâm mộ ruột của anh luôn á. Em nữa, nhưng mà mọi người im lặng để cho lớp trưởng giới thiệu tiếp nha. Phần giới thiệu của anh nãy giờ cũng đủ rồi. Chưa, chưa đủ. Anh phải giới thiệu mình là cháu của ông chủ hãng phân bón thuốc trừ sâu nhà nông nổi tiếng nữa. Hãng này nổi tiếng lắm á, ai cũng biết hết trơn. Thật ra đó là hãng của chú mình thôi. À, còn bây giờ Hạnh Nga giới thiệu về bản thân của mình đi. Xin giới thiệu với mọi người, mình là Hạnh Nga, năm nay mình 17 tuổi. Mình là con gái của hãng xây dựng Tiến Hưng. Hả? Hãng Tiến Hưng hả? Trời ơi, sao lớp mình ai cũng giàu hết trơn vậy? Khánh An tôi cũng vậy nè. Trước kia má tôi làm ca sĩ, bây giờ làm bà chủ quán cơm Tấm Nghĩa, nổi tiếng khắp chợ lớn này luôn. Cơm Tấm Nghĩa hả? Chỗ đó Nga biết nè, Nga có được ba chạy tới đó vài lần, ở trong chợ lớn đúng không? Đúng rồi đó. Mai mốt á, Nga mà tới quán của má tôi ăn, tôi sẽ nói với má tôi tính rẻ cho Nga liền. Hứa nha. Ừ. Nói thì nhớ nghe chưa? Nhớ chứ sao không nhớ. Ờ, rồi giờ tới ai giới thiệu nữa ta? Tới tôi. Tôi á, tên là Mỹ Hòa. Tôi năm nay 17 tuổi. Nhà tôi á, làm nghề lái xe đò chạy lục tỉnh miền Tây luôn á. Trời ơi, như vậy là bạn đi xe khỏi tốn tiền rồi hả? Xuống thiệt đó. Trinh. Sao nãy giờ em im lặng vậy? Tự giới thiệu về mình đi. Ừ, tới bạn đó. Đúng rồi. Dạ, thưa anh, thưa mọi người, em tên là Ngọc Trinh, năm nay em 17 tuổi. Ủa, vậy nhà bạn làm nghề gì? Mình không biết nữa. Ủa, sao không biết ta? Thì tại má mình không nói cho mình nghe. Mà mình cũng không có hỏi, nên mình không biết chứ làm sao. Con mà không biết ba má mình làm nghề gì, trong đời trời đất á, mới nghe lần đầu tiên luôn á. Chưa nghe thì bây giờ nghe đi. Mình không có ba, chỉ có má thôi. Cho dù có làm gì đi chăng nữa thì cũng là một đứa nghèo nhất lớp thôi. Anh nghe, em nói cái gì kỳ vậy? Sao bạn biết nhà Ngọc Trinh nghèo? Thì nhìn quần áo nó đi. Nhìn giải á, thì đã biết giải rẻ tiền rồi. Đã vậy á, còn đi học bằng xe đạp cũ nữa. Chưa nói tới cái chuyện á, xém đụng tôi chết luôn á. Bạn ăn nói kiểu gì vậy? Mình đi xe đạp, làm sao đụng bạn ngồi trong xe hơi được? Thôi đi, xe của bạn á, đụng trúng xe của ba tôi thì có. Thôi 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 thôi, hai đứa đừng có cãi nữa. Chuyện qua rồi thì thôi. Bây giờ á, tụi mình uống hết nước đi nè. Rồi tôi dẫn mọi người đi ăn chè nha. Được á. Được á. Quang Hồ, tôi biết có tiệm chè này ngon lắm, để tôi dẫn mọi người đi. Đồ ham ăn. Kệ tôi đi. Thôi, uống đi rồi mình đi ăn. Ừ, uống lẹ đi. Ủa, em đang làm cái gì vậy? Chị coi nè, em mới mua bộ đồ này cho con Trinh đó. Chị thấy đẹp không?
bao nhiêu đây là đồ của con Trinh hết hả? Có 3 bộ thôi mà. Tại em bày ra nên chị thấy nhiều. Chị coi đi, toàn màu con Trinh thích không hả? Giải đẹp như vậy chắc là mắc lắm ha. Để chị đoán thử, nhiêu đây là đi Đức nửa tháng lương rồi đúng không? Thì em mua nhiều sạp nên cũng không nhớ là bao nhiêu hết á. Chị, nè, chị thấy đẹp đúng không? Còn Trình thấy chắc mừng lắm á. Con gái cỡ đó, đứa nào mà không ham quần áo đẹp. Nhưng mà em cũng bớt nuông chiều nó đi. Em nghĩ tới bản thân mình với. Em á, ăn uống kham khổ, lại lao lực quá sức. Để đổ bệnh như cô á, thì khổ. Chị lại cằn nhằn em nữa rồi. Em có nuông chiều con Trinh gì đâu. Tại nó vô ban A, toàn con nhà giàu học giỏi. Với lại nó cũng thành thiếu nữ rồi, nên phải ăn mặc coi cho được. Mình lớn thì mặc sao cũng được, chứ để con ăn mặc lôi thôi bị người ta coi thường, tội nghiệp cho con lắm. Từ khi về với em á, chị chưa thấy con Trinh nó mặc đồ xấu một ngày nào hết. Chứ ở đó mà lôi thôi lết hết gì. Nếu mà không hiểu hoàn cảnh của em từ đầu á, thì chị đã tưởng con Trinh á là tiểu thơ con nhà giàu quyền quý rồi. Chị quá lời rồi. Con Trinh thì làm sao được như con nhà giàu quyền quý chứ. Ủa, mới đi học về hả con? Thưa má, con đi học mới về. Thưa dì Sen. Ừ, là đem má nói nè. Dạ. Sao, học có vui không con? Dạ vui. Hôm nay con được lớp trưởng dẫn đi ăn chè nữa đó má. Trời ơi, sướng dữ vậy ta. Dạ. Mà nè, ăn uống phải giữ cái eo nha. Eo mà bự ra là tôi không có chịu trách nhiệm đâu à. Con biết rồi mà. Ủa đồ. Ui, má mới mua đồ mới cho con hả? Ừ. Trời ơi. Trời ơi, đẹp quá à. Đẹp không chị Sen? Cái này nữa nè con. Trời ơi. Trời ơi, cái này cũng đẹp nữa nè. Cái này cũng đẹp nữa. Ủa, có 3 bộ hả má? 3 cái là hết nửa tháng lương rồi. Chị, con nè, con thích không? Dạ thích. Đẹp quá. À mà má, má làm nghề gì vậy má? Sao tự nhiên con hỏi nghề của má? Thì tại bạn của con á, ai cũng khai nghề nghiệp của ba má mình ra. Riêng có con không biết má làm nghề gì hết trơn á. Mà má làm nghề gì vậy? Sao lần nào con hỏi má cũng không chịu nói? À, không phải á, là gì nói với con rồi sao? Má con á là làm thơ ký cho mấy cái ông chủ ở hãng xưởng. Ồ, thì cái này con biết. Nhưng mà má làm thơ ký cho chủ xưởng nào, hãng nào, ở đâu? Nói chung chung vậy sao con biết được? Má làm thơ ký cho ông. Tại vì má cũng hay thay đổi hãng đó, nên là má chưa tiện nói cho con biết. Con nè, con đừng có nghi ngờ má nha. Ủa, nghi ngờ gì? Con có nghi ngờ gì đâu. Mà má có chuyện gì để con nghi ngờ hả? Không, đâu có gì đâu. Thôi, đừng có nói mấy chuyện này nữa. Bây giờ con đi thay đồ, rửa mặt, rửa tay, rồi đi ăn cơm nha. Má còn đợi con nãy giờ. Đói bụng lắm rồi đó. Má đói bụng quá rồi. Thôi đi rửa mặt, tắm rửa, rồi má con mình ăn cơm. Dạ. Rồi đây má cất cho. Mà má, lần sau á, má mà có đổi hãng á, má kiếm cái hãng nào thiệt lớn má làm nha. Mấy bạn của con á, toàn là con của chủ hãng lớn không à. Đi học còn có xe hơi đưa đón luôn á. Má biết rồi. Thôi đi lẹ đi cô nương. Lẹ. Hú hồn, xíu nữa bị lộ rồi. Mà chị thấy nếu nó biết thì sao? Em định giấu tới bao giờ? Chị thấy là nó cũng lớn rồi. Hay là em cứ... Thôi chị, Ngọc Trinh nó đang hồn nhiên hạnh phúc. Em không muốn là con nó suy nghĩ để mà sao lãng chuyện học hành đâu chị. Tại chị thấy việc của em làm... Chị thương em,
thì chị giấu giùm em. Em năn nỉ chị mà. Chị thì lúc nào mà không thương em. Chị chỉ lo cho em. Em chiều con Trinh quá. Rồi em cứ giấu giếm sự thật hoài cũng không hay. Chị e là có một ngày nó biết được, nó sẽ sốc. Không sao đâu chị. Em đã giấu được bao nhiêu năm rồi. Em nghĩ là con nó không tò mò làm gì đâu. Ừ, chị cũng mong là như vậy. Ôi, anh quá. Ai nhiều quá vậy mày? Kiếm kẹo. Kiếm qua làm ly chè đi, giờ con bán rồi vậy. Tao bán chè rẻ lắm luôn á. Nhanh lên đi, chở xuống chợ đi. Xem bị làm sao vậy? Dạ, xem bị bể bánh. Em dắt bộ, đằng coi có chỗ nào giá không? Đằng này không có ai đâu. Em muốn giá xe thì phải lên Phan Đình Phùng mới có được. Ôi, vậy là chết em rồi. Đường đó nghịch với đường nhà em. Ủa, nhà em ở đường nào? Xa hay gần? Dạ, không xa cũng không gần. Cách đây 3 cây số. 3 cây số? Dạ. Thôi bây giờ mình kiếm chỗ sửa xe nha. Dạ, em cũng nghĩ vậy á. Để anh đi cùng em. Dạ, làm phiền anh quá. Có cái gì đâu mà phiền. Bạn bè không à. Đi ha. Dạ. Mình đi. Chị Hai ơi, chị Hai. Có nhà không chị Hai? Chị Hai ơi. Chị Hai ơi, có nhà không? Cậu Ba. Ủa Trinh, má con đi đâu rồi? Có nhà không? Ủa Trinh, chú này là... Là cậu Ba em á. Cậu Ba. Dạ. Thưa cậu Ba, dạ cậu lại. Dạ, đây là Trọng Giang, lớp trưởng học chung lớp với con á. Dạ, cậu không có hỏi con. Mời cậu vô nhà. Gì vậy cậu Ba? Anh chỉ đưa con về giùm thôi à, cậu kêu ảnh vô nhà làm gì? Cậu thích thì cậu mời thôi. Mời cậu. Con mời cậu Ba vô nhà. Tôi mời cậu. Dạ. Nói. Hai đứa bay câm hả? Nói là nói gì cậu? Tự nhiên cậu kêu tụi con nói. Con có biết gì đâu nói. Biết. Anh biết cậu kêu mình nói cái gì? Cậu biết cái gì? Nói tôi nghe coi. Dạ, con rất hân hạnh được biết cậu. Dạ, mời cậu ngồi. Cái gì? Hả? Cậu giỡn với tôi hả? Nhà của chị tôi mà cậu mời tôi ngồi là sao? Dạ, con xin lỗi cậu. Ngồi xuống. Ngồi xuống. Dạ, ngồi. Dạ. Nghe tôi hỏi, hai đứa bay quen bao lâu rồi? Trời ơi, vậy mà nãy giờ con tưởng cậu hỏi gì, thì ra là cậu hỏi vậy thôi hả? Quen bao lâu rồi? Dạ mới à. Dạ
Cái gì? Con mới quen mà dám dẫn nó về nhà rồi hả? Sao con ghê dữ vậy Trinh? Cậu nè nè, cậu buông cháu tôi ra, tôi đánh cậu luôn bây giờ. Mà cậu nói gì con không hiểu gì hết trơn á. Rồi hai đứa bay tới đâu rồi? Dạ, tới đâu? Là tới đâu cậu? Cậu đừng có giận mặt với tôi nha. Là cậu có làm gì cháu tôi chưa? Ủa, cậu nói gì con không hiểu. Mà làm gì? Là làm gì cậu? Cậu đừng có giả mù sa mưa nữa nha. Thanh niên tụi cậu bây giờ tân tiến lắm á. Cậu mà làm gì cháu tôi á, tôi giết cậu liền. Nói trước nha, tôi không có hiền như tía tôi dưới quê đâu nha. Cậu làm gì là làm gì? Tự nhiên người ta có làm gì đâu mà cậu đòi giết anh Giang. Thì con, cậu nói gì vậy? Sao con nghĩ con vậy chứ? Cậu không có biết đâu. Cậu nghĩ cho cậu ra luôn. Trên cậu Trinh, cậu hiểu lầm rồi. Con với em Trinh chỉ là bạn bình thường thôi, học chung lớp và chung trường. Hồi nãy xe của em Trinh bị hư, con giúp em Trinh dẫn đi sửa rồi dẫn em Trinh về nhà. Chứ tụi con đâu có gì đâu cậu. Cậu nói thiệt không? Dạ thiệt, tụi con không có gì hết á. Bình thường? Dạ. Vậy là không có gì hết? Dạ. Vậy mà tôi cứ tưởng. Con mời ba ăn trái cây. Con à? Dạ. Sao dạo này má thấy con ít quá vậy? Hay là bị áp lực học hành hả? Dạ, không có bị gì hết á. Tại vì con muốn ốm. Hả? Con muốn ốm? Con muốn mình á có được một vòng eo thiệt nhỏ. Má biết sao không? Tại vì ít bữa nữa con phải lên sân khấu, cho nên là con muốn khi mà con lên sân khấu á, con phải đẹp, thiệt là đẹp. À, mà ba, một chút nữa ba dạy cho con làm thơ nha. Trời đất, ba làm gì biết mừng thơ mà dạy con? Ba này, ba giấu không à? Con biết hết rồi đó nha. Ba làm thơ là hay lắm luôn á. Nhất là mấy bài thơ tình tặng cho má nè. Trời đất, thơ tình tặng cho má. Ba với má suốt ngày cứ đóng kịch dụ con không à. Hôm bữa con dọn phòng, con lén đọc nhật ký của ba. Con thấy là ba làm thơ hay quá trời luôn á. Mà ba ơi, con thấy có một chút khó hiểu. Ba với má hạnh phúc như vậy nè, mà sao con đọc con thấy trong lời thơ của ba á, có những cái đoạn rất là buồn, giống như là ba đang bị thất tình vậy đó. Ba ơi, ba biết là con thích nhất bài nào không? Con thích nhất là bài Khóc Trăng của ba á. Dù câu từ của ba viết á nó buồn ơi là buồn, nhưng mà con cảm nhận được cái tình cảm của ba trong cái bài thơ đó rất là hay, rất là sâu sắc. Khóc trăng buồn. Dạ đúng rồi, bài Khóc Trăng á má. Mà ba, công nhận một điều là ba giỏi ghê luôn á nha. Ba khéo dí giòn ghê luôn á. Mà bên dưới bài thơ ba còn viết thêm là thương tặng Lệ Hằng nữa. Má ơi, má. Hả? Má chưa đọc bài này luôn á hả? Có chứ con. Ba con lần nào làm thơ mà không đọc cho má nghe. Làm sao mà má không biết được. Mà sao tự nhiên bữa nay con muốn ba con dạy con làm thơ vậy? Dạ, tại vì vài ngày nữa ở lớp con á có một chuyến đi dã ngoại ở ngoài cấp á, cho nên cô giáo con nói là ai có tài năng gì á cứ thể hiện ra hết, rồi tiết mục nào hay nhất á sẽ được biểu diễn trong lễ kỷ niệm thành lập trường á. Con muốn anh Trọng Văn sẽ thấy được con làm thơ hay. Cái gì? Con trổ tài với bạn lớp trưởng hả? Dạ, anh Trọng Văn là lớp trưởng của con á. Anh ấy vừa đờn hay nè, vừa hát giỏi nè, nhà giàu mà còn đẹp trai nữa.
phong cách nhất trường luôn á. Ảnh còn biết viết báo nữa đó ba má. Lớp con á, ai cũng ngưỡng mộ ảnh hết luôn á. Mà đặc biệt là những đứa con gái. Không ngoại trừ con gái của má ra chứ gì. Con gái của má tất nhiên là phải ngoại trừ rồi. Mà má biết không, trong lớp á, con thấy ảnh nói chuyện với con nhiều nhất luôn á. Mà mỗi lần á, con nhìn qua ảnh một cái là con thấy ảnh lén nhìn con không. Con của má đẹp như vậy thì dĩ nhiên là anh ta phải thích con rồi. Ủa má ơi, vậy là thích đó hả? Ừ. Vậy là anh Trọng Văn thích con á hả? Con khờ quá à. Nếu như mà con thích cậu ta thì con cũng nên cho cậu ta nhìn thấy tình cảm của con. Đừng có khó khăn quá mà lỡ mất cơ hội nha con. Em nói cái gì vậy? Con mình nó còn nhỏ mà. Anh đó, lúc nào cũng nói con còn nhỏ, gần 18 tuổi rồi. Với lại tình cảm trai gái khó nói lắm. Không tranh thủ đi vào trái tim của người ta lúc nó còn trống trải, mà đợi đến lúc nó đã có chủ rồi thì khổ suốt đời con à. Cái gì mà khổ suốt đời lận má. Không có yêu người này thì mình yêu người kia, chỉ là yêu thôi mà, có gì đâu mà quan trọng má. Con nói như vậy là tại vì con chưa biết yêu thôi. Tình yêu là phải chiếm hữu, là phải tranh thủ giành lấy, con hiểu không? Nếu như không thì mình sẽ rất Trọng là... Trọng à, em lại dạy sai con nữa rồi. Nga, con đừng có nghe má con nói. Tình yêu á, đó là một chuyện rất bình thường. Nó sẽ đến tự nhiên bằng sự rung động của con tim. Nếu như mình dùng âm mưu để chiếm đoạt, có thể mình chiếm được thể xác, nhưng hoàn toàn không thể nào chiếm được tâm hồn và tình yêu đích thực của nó. Trời ơi, ba với má nói cái gì mà con không có hiểu gì hết á. Ba với má toàn dạy cái gì mà triết lý cao thâm không à. Con không biết yêu gì đâu, con không hiểu gì hết á. Nói tóm lại á, con cứ sống hồn nhiên và là một người tốt, tình yêu tự khắc sẽ đến, biết không? Làm người tốt chỉ thu về thiệt thòi cho mình thôi con à. Chị hai, sao khuya rồi chị hai còn chưa ngủ nữa? Bộ trên này tối nào chị cũng thức khuya vậy hả? Chị hai, bộ chị còn giận em hả? Giận sao không giận? Cậu có biết con Trinh nó khóc hết buổi tối không? Em biết, thì từ nãy tới giờ nó có nhìn mặt em đâu. Cậu á, cái tính bợp chợp vội vã không bỏ, ba mươi mấy tuổi đầu rồi mà như con nít vậy đó, không chịu hỏi đầu hỏi đuôi, đã phán rồi la quan con nhỏ nữa. Chuyện này á, phải công nhận là em có lỗi, nhưng mà cũng không trách hết phần em được. Ai biểu hai đứa nó thân mật quá làm chi. Cậu cứ nói thân mật hoài, trách sao mà nó không tức. Nó thân mật hồi nào thì hai đứa đó về một lượt đó. Trời đất ơi, chỉ nhiêu đó thôi mà cậu nói nó thân mật rồi hả? Thì em công nhận là em hơi hồ đồ, nhưng mà em cũng vì con Trinh thôi. Em sợ nó trẻ người non dạ rồi bị dụng như chị hồi xưa rồi sao. Ê, thì làm sao nó biết được? Cái kim trong bọc á, lâu ngày nó cũng lòi ra liền à. Đời có ai biết trước chữ ngờ đâu. Thôi thôi thôi, đã nói là không nhắc chuyện này nữa mà. Tứ nè, cậu tính hôm nay dỗ má làm sao? Tứ, sắp tới ngày rồi đó, mình bàn được rồi. Bàn gì chị? Năm nào cũng giống năm nào thôi. Thì nấu mấy mâm cơm chay cúng má trước, rồi mời mấy người hàng xóm tới. Chứ có mâm cao cổ đầy gì đâu mà phải bàn với tính.
Trời, không bàn chuyện dỗ quải ha. Không ấy, mình bàn chuyện cưới xin đi. Em làm gì phản ứng dữ vậy? Sao? Bao giờ cho chị uống rượu mừng đây? 30 mấy tuổi đầu rồi đó. Không lẽ cứ ở mình ên vậy hoài sao Tứ? Tự nhiên em thấy buồn ngủ quá ta. Thôi chị, coi dọn dẹp rồi vô ngủ sớm nha. Em vô ngủ trước á. Trời đất ơi, lần nào nhắc tới chuyện vợ con em cũng vậy hết á. Nè, lần này về dỗ má, chị bắt em ba mặt một lời nói chuyện với người ta đó nha. Tứ à, em đừng có để con gái người ta chờ nhiều quá nha. Nha Tứ. Mỗi năm đến hè lòng mang máng buồn, chín mươi ngày qua chứa chan tình thương. Ngày mai xa cách hai đứa hai nơi, cuốn gần trên vùi nhau. Ủa anh Giang. Ủa, hồi nãy anh có đến định đi cùng với em, nhưng mà vậy em nói là em đã đi rồi. Sao không chờ anh? Anh đã hứa là qua đi cùng với em mà. Bộ em không thích hả? Anh còn dám tới đi học chung với em nữa hả? Hôm qua bị cậu em nói nặng vậy, anh không sợ hả? Cậu là người lớn, với lại cậu cũng không biết nên mới nói như vậy. Phận là con cháu, làm sao mà dám giận cậu được. Ê, bà nhìn kìa, tôi nói có sai đâu. Thương em lắm, cậu em không có dám đánh em đâu. Tối hà, cậu em còn bị má la cho một trận đó. Em sướng thiệt, vừa có má thương, vừa có cậu quan tâm lo lắng. Anh thì không được như vậy. Bộ ba má anh không quan tâm anh sao? Ba má anh mất rồi. Hả? Tập lại cái gì đâu, tôi thuộc rồi mà. Lớp trưởng. Thuộc. Tí nữa. Nghe. Tí nữa cho bà dò luôn. Em có cái này muốn cho anh coi nè. Em mới sáng tác được bài thơ, anh đọc thử coi có đúng dần điệu không. Lớp trưởng coi rồi sửa giùm em nha. Em làm thơ hả? Ừ, có gì đâu mà anh ngạc nhiên dữ vậy. Bộ anh tưởng em ngốc tới nỗi mà em không làm được một bài thơ nào luôn hả? Đâu có, anh bất ngờ vậy thôi. Để anh đọc thử nha. Bài thơ của em á có tựa là Lệ Hằng, tức là giọt nước mắt vĩnh cửu. Hay đó, để anh đọc thử nha. Kiếp tầm luôn phải nhã tơ, giọt sầu tuôn chảy riêng mình đắng cay. Ê, ê. Hả, cái gì? Rồi đây lớp mình sẽ xảy ra mâu thuẫn giữa hai người cho mà coi. Thấp. Nói bậy bạ không ạ? À? Bạn bè chung lớp với nhau mà mâu thuẫn cái gì? Hết sức là bậy bạ, hết sức là bậy bạ. Đừng nói tầm xàm nữa. Coi hai người đó kìa. Đâu? Đó. Được không? Được. Cái dần này lạ nè. Em rất có khiếu làm thơ. Ngăn nắp chút đi. Người làm nghỉ hết rồi, không có ai dọn đâu. Mà bữa nay sao về trễ vậy? Hay là ghé nhà con nào rồi phải không? Ghé cái gì? Tuần sau là tới ngày trả lương cho người làm. Đang chạy sức bức sang ban nè. Tâm trí đâu mà con này con kia. Cho đáng đời. Thường ngày á chỉ biết lo ăn chơi, tới lúc gần phá sản rồi thì mới dắt dò lên mà chạy. Em đừng có chỉ trích tôi. Em cũng tự nhìn lại mình đi. Trong nhà này, ngoài cái việc em chân diện nhảy nhót bài bạc ra, em còn biết làm gì nữa? Ai nói tôi biết làm gì? Nhìn thấy bộ dạng tôi như vậy chắc em vui lắm ha. Đúng là cái bộ dạng thảm não của anh rất là khó coi. Nhưng mà em có cái này, đảm bảo anh coi xong anh sẽ tươi tỉnh liền. Nhưng mà hôn em cái đi, rồi em cho coi. Giờ này còn hứng thú hôn hít gì nữa. Anh đi tắm đây. Có thiệt á là không muốn xem không? Gì vậy? Xem đi rồi biết. Bằng khoản nhà của ba, em làm sao có được vậy? Có gì khó đâu. Muốn á là tôi lấy được thôi.
Bây giờ còn nói tôi vô tích sự nữa không? Nhưng mà không có chữ ký của ba, nhà băng không chịu cầm đâu. Ai biểu anh vô nhà băng làm gì? Anh làm ăn bao nhiêu năm nay không biết đem đi cầm cố hả? Cầm cố bên ngoài tiền lời cao lắm. Cao cũng phải làm, còn hơn á là phá sản. Nhưng mà cầm rồi mấy món tới hạn lấy gì mà chủ? Anh hỏi mấy câu giống như là con nít quá à. Thì lấy tiền cầm mua nguyên liệu sản xuất. Ủa, anh không biết điều hành nhà máy để nó sinh lời hả? Dĩ nhiên là biết rồi. Thôi được rồi, để ngày mai anh đi gặp tụi nó để coi cầm được bao nhiêu. Nhưng mà anh lo là lỡ gì mà ba biết được thì sao? Trời ơi, đã tới tình cảnh này, được bước nào hay bước đó đi. Cứ mà rề rà hoài vậy chắc chết quá. Thôi thôi, em không thích thì thôi, anh không nói nữa. Anh đi tắm nha. Đi tắm hả? Tắm cho sạch sẽ thơm tho để còn thử cho em một đêm tuyệt vời nữa chứ. Nghe mùi tiền á là hai con mắt sáng rỡ à. Dĩ nhiên rồi, có ai thấy tiền mà mặt buồn rầu không? Thôi anh đi tắm nha. Không được cô trước đó. Anh à, anh uống nước đi. Mật ong sẽ làm tiêu đàm, khiến anh dễ chịu hơn. Anh xin lỗi em. Chuyện hồi chiều anh không cố ý. Anh cũng xin lỗi em về chuyện bài thơ. Hồi đó anh buồn nên nhất thời viết ra vậy thôi. Em cũng xin lỗi anh. Chưa được sự cho phép của anh mà em đã xé bài thơ đó. Lỗi của anh mà. Ai trong hoàn cảnh của em cũng sẽ làm như vậy. Trời đã trở đông rồi, anh lại bị ho nữa, cho nên anh phải giữ ấm nha. Bao nhiêu năm rồi, anh tự hỏi lòng mình, tại sao em đối xử với anh tốt như vậy? Bị anh lạnh lùng dửng dưng, em không ghét anh sao? Em là vợ của anh mà, làm sao em ghét anh cho được chứ? Nhưng cứ tốt một chiều như vậy, em không thấy mệt mỏi hả? Có chứ, em là con người mà. Sao không có lúc chạnh lòng khi chồng mình lạnh lùng, vô cảm? Tuổi thân khóc riết rồi, không còn cảm giác nữa. Trâm, sao em phải làm khổ mình như vậy? Em xinh đẹp, lại giàu sang, em có thể tìm cho mình một người đàn ông tốt hơn anh, yêu em nhiều hơn anh mà. Chuyện này thì em biết chứ. Rất là nhiều lần em được má và bạn bè khuyên, nhưng em vẫn kiên tâm. Em luôn tin và hy vọng sẽ có một ngày anh hiểu ra được tình cảm em dành cho anh. Sống với em bao nhiêu năm nay, không lẽ anh không hiểu được tình cảm của em sao? Anh có phải cỏ cây đâu mà không biết rung động trước tình cảm của em. Anh cũng muốn yêu em, cũng muốn sống một đời hạnh phúc bên em. Nhưng mỗi lần anh gần em là anh lại nhớ tới Lê Hằng.
đàn ông mà đi nói với vợ mấy câu này, anh biết là tàn nhẫn lắm. Nhưng anh chỉ muốn em hiểu, nếu như em muốn tìm hạnh phúc khác, em vẫn còn cơ hội. Ở bên anh, em chỉ thiệt thòi thôi. Em cũng thấy thiệt thôi. Chỉ cần được ăn chung mâm, ở chung nhà với anh, cùng anh chăm sóc Hạnh Nga Thành Nga, là em thấy hạnh phúc lắm rồi. Em đúng là một người con gái tốt. Có lẽ đến tận bây giờ anh vẫn chưa tìm được tung tích của Lê Hằng, cho nên trong lòng anh chưa được yên ổn. Bởi vì lúc nào anh cũng canh cánh tội lỗi của mình, nên anh không an tâm cùng em hạnh phúc. Hãy cho anh thời gian đi, anh sẽ cố gắng quên Lê Hằng để toàn tâm toàn ý yêu em. Câu nói này của anh, em phải chờ anh đến trăm năm em cũng cam lòng. Em đúng là khờ quá. Vỗ ngọt có mấy câu mà đã siêu lòng rồi. Ủa, anh không làm việc tiếp sao? Trời đã lạnh rồi, anh muốn ngủ sớm. Em không thích hả? Lòng mang mác buồn, chín mươi ngày qua chứa chan tình thương. Ngày mai xa cách hai đứa hai nơi, phút gần gũi nhau mất rồi, tạ từ là hết người ơi. Tiếng ve nức nở buồn hơn tiếng lòng, biết ai còn nhớ đến ân tình xưa. Đường xưa in bóng hai đứa đây đâu, những chiều hẹn nhau hết rồi, giờ như nước trôi qua cầu. Xa biệt bạn lòng ơi, rồi kỷ niệm mình xin nhớ mãi. Buồn riêng một mình ai, chờ mong ngày đêm gối chiếc, mối u hoài này ai có hay. Sao, anh thấy em hát có được không? Sao vậy? Em hát không hay hả? Không, mà là không chê vào đâu được. Anh này làm em sợ hết hồn à. Em có một làn hơi rất là khỏe, chắc nhịp và rất có tình cảm. Nếu như chịu khó tập luyện, anh bảo đảm tiết mục của em chắc chắn sẽ giúp lớp mình có hạng. Dạ, em á thì rất sẵn lòng chịu khó rồi, nhưng sợ á là anh không chịu tập cho em thôi. Nói cứ như anh là lớp trưởng vô trách nhiệm vậy đó. Có muốn anh đánh cho một cái không? Thôi đừng có đánh em. Ủa mà anh, cái bữa đó em mặc cái gì vậy anh? Dĩ nhiên là áo đầm rồi, một cái đầm màu trắng, đội một cái nón rộng vành màu trắng và một đôi giày màu trắng nữa. Ủa mà sao trắng từ đầu tới chân luôn vậy anh? Vì màu trắng sẽ làm cho em ngây thơ, thánh thiện, đúng không? Màu trắng thì ngây thơ, thánh thiện, hợp chủ đề bài hát. Nhưng mà lớp trưởng ơi, anh có đang làm khó con gái nhà người ta không? Anh làm khó Ngọc Trinh hả? Làm khó chỗ nào? Anh đâu thấy đâu. Một cái đầm trắng, một cái nón trắng và cả đôi giày màu trắng, anh có biết là sẽ tốn bao nhiêu tiền không?
Đâu phải ai cũng có sẵn trong tủ để khi cần lấy ra mà mặc như anh em mình đâu. À, lúc nãy anh nghe Ngọc Trinh hát hay quá, anh vui mà nói ra không kịp suy nghĩ gì hết. Trinh à, em không cần phải lo lắng. Nếu em không có, anh sẽ nói lớp đóng tiền mua cho em. Dù gì thì đây cũng là tiết mục của lớp mà, đúng không? Trời ơi, anh không cần phải lo cho em đâu. Anh Giang à, anh không cần phải lo lắng rồi làm chấn động tới mọi người đâu. Bạn Ngọc Trinh à, chỉ cần bạn mở lời, mình sẽ không tiếc mà cho bạn mượn. Vì chứ đàm trắng, nón trắng, dài trắng, chỗ mình nhiều lắm. Nhiều thì sao? Bộ con mình bạn có hả? Tôi không có hay sao? Anh Giang, anh không phải lo, em sẽ tự lo phần trang phục đó. Nè, được thì mới nói nha, chứ đừng có để tới giờ chót rồi nước tới chân mới nhảy thì lúc đó không có kịp đâu á. Nè, bạn đừng có dở thói khinh người. Má của mình á là thơ ký của một chủ hãng lớn, dư sức lo cho mình. Hai cái người thì kỳ thiệt á, lúc nào gặp nhau cũng gây hết à. Ủa, ai thèm gây với nó. Chẳng qua là em thấy tội nghiệp, em chỉ có ý tốt thôi mà. Người ta đã giúp mà còn làm chảnh nữa. Giúp hả? Hay là muốn chứng tỏ ta đây? Bộ có ba làm giám đốc á là ngon lắm hả? Anh nói hai đứa thôi đi, lo cái chuyện của lớp kia kìa. Anh Nga, phần kịch em lo tới đâu rồi? Phần thi của em á đã đâu vào đó hết rồi. Bây giờ á chỉ chờ phần thi của anh với ai kia thôi. Anh thấy cũng ổn rồi. À, anh muốn báo cho em một tin vui. Ngọc Trinh hát không thua ca sĩ đâu. Trời ơi, vậy hả? Hát hay như ca sĩ luôn á hả? Nhưng mà mặc đồ như lọ lem á thì cũng ở nhà mơ đi ha. Tôi đã nói á là phần trang phục đó tôi tự lo, mà sao bạn cứ nói hoài vậy? Nè, đừng có gì tự ái mà nói cứng nha. Trời ơi, một cái đầm trắng, một cái nón trắng, một đôi giày trắng. Trời ơi, tính ra nhiều tiền lắm á, được không? Thì cứ chờ đó đi rồi biết, coi tôi có mua nổi không. Ủa, những thứ này là của ông Vĩnh Lân mua cho em đó hả? Dạ phải. Không chỉ tặng hoa quà mà ngày nào cũng tới phòng trà đón đưa. Em bực mình lắm. Có gì đâu mà em bực mình. Nếu mà em không thích á thì em cứ thẳng thừng từ chối. Ổng là khách quen của phòng trà, em không thể nào là mít lòng ông ta được. Với lại chị cũng biết em lúc này đâu có hát nhiều như trước nữa đâu. Lương chủ yếu là tiền bo của khách. Chị à, chị nói gì vậy? Mấy chục năm rồi, tình cảm gì chứ. Em đừng có giấu chị nữa. Em đã nói là không có rồi mà. Mà cho dù là có thì cũng có được gì đâu chị. Người ta đã có vợ rồi. Thưa má, tôi về xem con mới về. Ủa, má với dì nói chuyện gì mà nhập tâm quá vậy? À, chị. À, má với dì chỉ kể chuyện hồi xưa thôi con. À, con nghe má nói là ai có vợ rồi mà muốn cũng không được. Mà muốn cái gì vậy má? Là má với dì á nói mấy cái chuyện mà người ta đăng trên nhật trình á. Có một cô yêu đơn phương người đã có gia đình. Người ta đã có gia đình rồi mà còn yêu là sao? Tính làm người thứ ba phai đám hả? Thứ người đó không biết tự trọng chút nào hết. Cũng chưa chắc đâu con à. Biết đâu người đàn bà đó yêu người ta trước, rồi vì hoàn cảnh cho nên là... Hoàn cảnh gì má ơi? Người ta đã có vợ rồi thì thôi đi. Trên đời này bộ hết đàn ông rồi hay sao á? Chen vô phá đám, phá vỡ hạnh phúc của người ta. Tại con còn nhỏ nên con chưa có hiểu hết được chuyện đời. Thôi, con vô nhà rửa mặt rồi rửa tay đi, rồi dì dọn cơm cho con ăn. À, đi đi con. Thôi, dì vô dọn cơm trước đi, để con nói chuyện với má rồi con vô sau. Má. Bài hát mà má dạy cho con hát á, được anh lớp trưởng chọn rồi đó. Ảnh á, ảnh còn khen con hát hay nữa đó má. Vậy hả?
Dạ. Vậy thì tốt quá rồi. Con của má hát hay như vậy nhất định sẽ được tán thưởng cho coi. Nhưng mà anh Văn nói á, là con phải mặc áo đầm trắng nè, mang giày trắng nè, rồi đội nón trắng nữa, vậy mới phù hợp với bài hát. Mà con á thì không có. Má sẽ mua cho con. Má nói thiệt không? Con cảm ơn má. Mua nữa hả? Mua hết nhiêu đó, không ít bạc đâu nha. Chị, cũng không nhiều lắm đâu. Con gái lên sân khấu thì phải mặc đẹp một chút mà. Nhưng mà tuần sau là đám giỗ của cô. Đám giỗ bà ngoại hả má? Vậy... không sao, má lo được hết. Má cũng mua cho con một chiếc xe mới đi. Xe kia đi mấy năm cũ xì, quê với tụi bạn muốn chết luôn. Tụi nó ha, đứa nào cũng có ba làm ông chủ, toàn là đi học bằng xe hơi không à. Tội nghiệp con của má. Thôi con đừng buồn nữa, từ từ má sẽ kiếm tiền mua cho con xe mới, được chưa? Dạ được. Thôi vô rửa mặt rửa tay rồi ăn cơm. Dạ. Anh Lân. Dạ. Em nè. Dạ chào anh. Chào cậu. Dạ mời anh ngồi. Em biết là anh hay lui tới đây, cho nên em mới chọn chỗ này. Lâu ngày không gặp lại anh, em thấy nhớ cho nên muốn mời anh uống vài ly. Em ơi. Dạ mời anh. Bây giờ tôi đang trong giờ làm việc, tôi không thể uống với cậu được đâu. Lần sau nếu mà muốn hẹn thì hẹn ngoài giờ làm việc của tôi. Anh Lân, có gì đâu mà gấp gáp dữ vậy. Uống với một ly rồi mình bàn chuyện công tra hôm trước. Bằng công tra cái gì? Tôi với cậu đã không thống nhất ý kiến với nhau thì còn bàn công tra cái gì nữa? Bằng công tra cái gì? Tôi với cậu đã không thống nhất ý kiến với nhau thì còn bàn công tra cái gì nữa? Anh Lân à, em đã suy nghĩ kỹ lại rồi. Em sẽ đồng ý với mức 30% hoa hồng mà đã đưa ra. Cậu đã trễ rồi. Tôi vừa mới ký công tra với Thành Hưng xong. Em sẽ giảm thêm cho anh 10% nữa so với thỏa thuận ban đầu. Nếu như anh tạm ứng trước cho em 30%. Ứng trước hả? Dạ. Tại sao tôi phải ứng trước? Cậu nghĩ chúng tôi không đủ uy tín à? Hay cậu sợ chúng tôi vượt tiền của cậu? Dạ không, anh đã hiểu lầm ý em rồi. Làm sao mà em không dám tin anh chứ? Đại lý của anh lớn nhất Sài Gòn này, tụi em chỉ là móng tay của anh thôi. Nếu cậu đã biết, tại sao lại phải đặt điều kiện này nọ cho rắc rối vậy? Cứ theo thỏa thuận ban đầu mà ký đi. Em không dám đặt điều kiện để làm khó anh. Chỉ là anh cũng biết rồi đó, dạo này hãng thép của em mở rộng quy mô sản xuất, cho nên có phần hụt vốn. Anh à, anh nể tình đồng ý với điều khoản của em. Mùa xây dựng đang tới, rồi đây sắt thép sẽ bị thiếu trầm trọng. Đầu cơ lúc này là khó quá nhất. Thôi được rồi, chỉ tình làm ăn lâu năm, tôi sẽ giúp cho cậu một lần. Nhưng mà cậu phải hứa với tôi một điều kiện. Dạ anh nói đi, điều kiện gì em cũng sẽ chấp nhận hết. Tôi muốn độc quyền toàn bộ sản phẩm của cậu. Độc quyền? Tôi sắp ký một công tra lớn với nhà thầu Tiến Thành, nên cần một số lượng thép rất là lớn. Nếu mà cậu ký công tra với tôi, cậu sẽ không mệt mỏi để tìm đầu ra như lần trước. Nếu được vậy thì tốt quá. Em hứa sẽ bán độc quyền cho anh. Mời cậu. Nếu hay chăng người ơi, chốn xa xôi chàng trai còn đem yêu thương dâng lên muôn vàn. Nếu như cậu đã đồng ý thì về thảo công tra lại đi, rồi cho Thiết Kỷ mang qua chỗ làm việc của tôi. Rồi tôi sẽ ứng tiền cho cậu. Dạ không cần anh phải đợi lâu, công tra em đã thảo xong rồi. Dạ
Mời anh xem qua. Công cha mà cậu cũng đã thảo trước à? Dạ, anh xem rồi, cứ vô giùm em đi. Cậu cũng nhanh nhẹn lắm nha. Tâm tư cô đơn trách con tàu nó sao đành, đem yêu thương đi đến nơi nào cách đôi tình. Đường bao nhịp nối tình trăm nghìn lời.